Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay Tuấn lại hướng dẫn cho mọi người cùng luyện tập với một ca khúc rất là hay, viết về chủ đề mùa xuân của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân, ca khúc mang tên là Mùa Xuân Của Mẹ. Và để trước khi đi vào luyện tập cái ca khúc này một cách chi tiết thì Tuấn xin có một vài điểm lưu ý. Thứ nhất, về cái tính chất giai điệu bài này thì nó trữ tình nhẹ nhàng, cho nên chúng ta sử dụng cái bật âm, cái sử dụng kỹ thuật đánh lưỡi của chúng ta ở mức độ cường độ nhẹ nhàng vừa phải. Chúng ta có thể sử dụng chữ thờ, chữ chờ nhẹ để chúng ta sử dụng trong cái âm của bài này. Chúng ta hạn chế hoặc tốt nhất là chúng ta không nên đánh bật âm chữ tờ vào trong cái bài này, đặc biệt là ở âm 67 trên AKI 5000 và 121 trên solo thì nó rất là nhạy về cái khả năng bật âm, cho nên là chúng ta tiết chế cái cường độ bật âm của chúng ta lại để nó phù hợp với cái bài này hơn. Trước tiên thì chúng ta muốn chơi tốt được bài này thì chúng ta phải bảo đảm được cái tính giai điệu và tiết tấu phải thật chuẩn xác. Sau đó thì những cái hoa mỹ, những cái nét tô điểm thì nó sẽ phụ thuộc vào cái sự cảm nhận về cái giai điệu này của các bạn. Thì các bạn có thể là chủ động để chơi theo cái sự cảm nhận về cái bài này theo ý của các bạn. Đó là những cái điều mà mình muốn các bạn cần lưu ý để trước khi chúng ta đi luyện tập cái bài này nhé. Rồi, không để các bạn chờ lâu thì sau đây chúng ta cùng đi luyện tập cái ca khúc này chi tiết. Ok. Và để luyện tập với cái ca khúc này theo cái beat mà mình gắn cái link ở bên dưới cái video thì các bạn hãy chan tông, chan spot trên cây AKG chúng ta về si dáng. Đó. Thì chúng ta để đèn đỏ như vậy. Ở trên AKG 5000 chúng ta là để đèn đỏ như vậy là nó đang chan tông về si dáng. Đó. Thì khi này chúng ta bấm nút đô sẽ bằng nút si dáng trên piano. Đó là cái âm thanh cao độ tiêu chuẩn. Rồi, và chúng ta sẽ đi vào luyện tập ngay các bạn nhé. Ở câu đầu tiên của chúng ta thì chúng ta có theo lời hát là mẹ ơi, hoa cúc hoa mai nở rồi. Thì nốt nhạc chúng ta có như sau, cao độ và tiết tấu, các bạn nghe nhé. Các bạn hãy bỏ qua tất cả các nốt nhỏ, mình sẽ đọc các nốt chính, giai điệu chính và tiết tấu trước. Câu đầu tiên các bạn cùng nghe. Đô rê son la đô son pha rê son đô hai ba. Đó, câu của chúng ta như vậy. Lượt hai, mình sẽ sử dụng cây AKG để thổi lại cái giai điệu chính. Và lượt ba thì mình sẽ thêm những cái tiểu tiết, những cái hoa mỹ để tạo ra cái màu sắc cho cái bài này. Thì từ những cái câu sau mình sẽ nói lượt một, lượt hai, lượt ba. Các bạn cùng lưu ý nhé. Lượt 3 của câu 1, chúng ta sẽ sử dụng những cái tô điểm hoa mỹ như sau, các bạn cùng nghe nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng các nốt rung chính là nốt đồ và nốt pha. Thì hai nốt này chúng ta rung sâu và thưa lại. Còn những cái nốt rung hiệu ứng nằm ở các nốt thường là kéo dài hơn nốt đen, đó là những nốt đen chấm dôi và những nốt trắng chấm dôi, thì các bạn sẽ rung tạo hiệu ứng nhẹ nhàng về phía đuôi, chúng ta không rung quá sâu như các nốt chính. Đó, thì đây đặc biệt là chúng ta có nốt so thì các bạn sẽ rung nhẹ nhàng thôi. Đấy, vậy là nốt đô cuối cùng, nốt trắng chấm dôi này, chúng ta nó vừa là nốt rung chính và cũng là nốt rung hiệu ứng, các bạn lưu ý nhé. Đó, như vậy câu thứ hai của chúng ta, đời con giờ đây đang còn lênh đênh, lời của bài hát là như vậy và nốt nhạc của nó sẽ như sau. Son son la đô đô rê son son rê pha son son hai ba. Lượt hai mình sẽ vào AKG. Lượt ba mình sẽ sử dụng kỹ thuật hoa mỹ. Thank you.
Mình vẫn nhắc lại các bạn lưu ý một điều từ ban nãy, đó là gì? Lưỡi bật âm chúng ta nhẹ nhàng thôi, chúng ta đánh chữ thờ thật nhẹ hoặc chữ chờ nhẹ. Lưỡi các bạn đặt ở bên trên bec nhé, chúng ta đặt ở bên trên bec, chúng ta đừng chặn vào cái bec này nhé, chẳng cái tiếng của chúng ta đánh nó ngắt ngay thì cái tiếng âm thanh này nó sẽ không được đúng với tính chất của bài. Câu tiếp theo, câu 3. Đèo cao gió lộng ngày đêm bạt ngàn. Giai điệu của cái câu này như sau. Son la re mi re do do re do la la. Chúng ta đến đây. Chúng ta đến nốt la đem chấm dôi. Thì lượt ba là các bạn chỉ cần lưu ý những cái điểm rung của mình. Còn các nốt phụ, nốt tô điểm thì mình hầu như là mình đã viết ở trong cái bài này rồi. Thì bạn cứ bắt chước y như vậy. Câu tiếp theo đó là câu nối giữa cái câu thứ 3. Sau cái câu này thì mình sẽ thổi liền cả hai cái câu ngắn này thành một đoạn dài để các bạn cùng nghe. Câu 4 của chúng ta với lời bài hát. Áo trận sờn vai bạc màu, nhìn xuân về lòng buồn mênh mang. Rê đô la la đô rê la son, rê la son son la đô rê rê hai ba. Lượt hai mình sẽ vào AKV, các bạn cùng nghe. Vì chữ áo này nó rơi phách nhẹ cho nên chúng ta dậm chân xuống trước và chúng ta nhấc lên sẽ rơi vào rê đô. Lượt 3, mình sẽ đi vào tiểu tiết. Một lượt này mình xin phép nối từ câu 3 sang đến hết câu 4. Các bạn cùng nghe. Đây chính là cái đoạn đầu của cái ca khúc này. Và khi chúng ta đến đây, chúng ta đã đi vào cột 1 rồi. Thì hết cột 1 này chúng ta lại quay lại từ đầu. Đó là ngày đi, là chúng ta đi vào lời 2 đó, đúng không ạ? Đó. Hết lần 1 chúng ta quay lại từ đầu, bỏ qua cái ô nhịp lấy đà đầu tiên là có chữ mẹ ơi, thì chúng ta bỏ qua cái ô có chữ mẹ. Thì chúng ta sẽ thay vào ngày đi con hứa xuân sau sẽ về. Thì tính chất giai điệu của cái đoạn này so với đoạn trước của chúng ta nó là giống nhau, cho nên là chúng ta sẽ bỏ qua cái phần luyện tập ở cái đoạn 2 này, bởi là hai cái đoạn này nó đều giống nhau cả. Vì xin phép chơi lại câu 3, câu 4 của đoạn thứ 2. Lời của cái câu 3 và câu 4 lượt hai chúng ta là như sau. Giờ đây chắc mẹ già tóc bạc nhiều. Thì ở đây mình có viết sai một chữ là chắc mẹ giờ tóc bạc nhiều. Đấy, thì các bạn sửa cho mình cái chữ này. Thì cái giai điệu của mình cái đoạn này nó cũng giống y như cái đoạn 1, nó chỉ khác mỗi nốt cuối cùng. Đấy. Son la re mi re do do re do la la re do la la do re la son re la so son la si do do. Đấy là cái cột 2 của chúng ta. Thank you.
mình sẽ chơi một cách chi tiết hơn. Các bạn cùng nghe. Với tính chất của nó thì hai cái câu này của chúng ta sẽ không có gì thay đổi nhiều, nó chỉ là thay đổi ở cái đoạn kết để nó sẽ đi vào điệp khúc. Và đoạn điệp khúc của chúng ta như sau: đêm nay núi rừng gió nhẹ sang xuân. Thì chúng ta cùng vào với Akai nốt như sau. Với cái câu hát này chúng ta sẽ có giai điệu như sau, các bạn cùng nghe mình sướng ngâm. Son la 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 đô phà son phà rê son la la. Chúng ta đến đây. Nốt chính của chúng ta như vậy. Trong cái đoạn này thì không có cái gì xử lý về về mặt sắc thái quá nhiều, thì chủ yếu là chúng ta nghe các nốt, chúng ta dùng hiệu ứng vào thôi. Thì cái chữ xuân này đó ở cái đầu dòng cuối cùng thì nó các bạn có thể sử dụng một chút luyến bend xuống cũng được. Đây là một cách như sau. Đó, chúng ta sẽ đây là tiểu tiết thôi. Cái này là các bạn tùy chọn nhé, nếu các bạn thích thì đưa vào, không thì thôi, cái này cũng không sao. Tiếp tục câu tiếp theo chúng ta sẽ là gì ạ? Thoáng mùi mai nở đâu đây. Thì ở đây mình dòng này mình khuyết mất chữ đây, thì các bạn cùng nghe mình đọc sướng âm trước. La đô phà son phà đô rê son son. Thì ở câu này chúng ta chỉ có đến đây thôi, thì để chúng ta nối từ câu trước vào câu sau, thì các bạn cùng nghe. Tiếp theo chúng ta sẽ sang trang B. Câu sau của chúng ta nó chỉ có một đoạn ngắn nữa thôi, thì thường là nó sẽ nối từ cả câu trước và câu sau của chúng ta. Du hồn lạc loài chơi vơi với cái giai điệu như sau, các bạn cùng nghe sướng âm. Mi re đô son la đô re hai ba. Đấy, các bạn hãy nối từ câu trước vào. Giữ nguyên trang này thì mình sẽ thổi từ cái câu trước cho đến hết cái câu này, các bạn cùng nghe nhé. Như vậy. Thực ra thì cái câu này nếu mà nó là một ý thì cũng đúng. Nhưng tuy nhiên là nếu một ý mà chúng ta luyện tập dài như vậy thì nó sẽ rất là khó để chúng ta nhớ một cách chi tiết. Cho nên là mình sẽ phải chia ra làm 3 đoạn nhỏ để các bạn tập nó dễ dàng hơn. Khi chúng ta tập 3 đoạn nhỏ này xong, chúng ta sẽ ghép lại để thành một cái câu dài như vậy nhé. Câu tiếp theo chúng ta với lời hát như sau. Khi xưa những ngày binh lửa chưa sang. La si 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 re son la son mi la si si. Chúng ta đến đây. Lượt hai. Lượt ba. Câu tiếp theo với cái lời hát bếp hồng quây quần bên nhau.
nghe mẹ kể chuyện đời xưa. Nó sẽ dài hơn câu trước một chút, và sau đó chúng ta sẽ lại nối hai cái câu này để thành một câu dài hơn. Nốt nhạc của nó sẽ như sau, giai điệu các bạn cùng nghe mình đọc sướng âm. Si re son la son re mi son la la fa mi re la re re mi son 2 3. Thì ở câu này họ chuyển điệu một chút sang một cái giọng khác, cho nên là nó sẽ có một nốt pha thăng ở đó, thì các bạn cũng không cần quan tâm đến là cái giọng nó chuyển sang là cái gì, thì chúng ta chỉ biết là nốt này chúng ta có sử dụng một nốt pha thăng. Đó. Thì các bạn lưu ý, lượt hai mình sẽ vào cây AK như sau. Chúng ta sẽ nối hai cái câu nhỏ này để thành một cái câu lớn như sau. Lần này mình sẽ chơi chi tiết hơn một chút, các bạn cùng nghe. Thì hết câu này xong, chúng ta lại quay lại với cái giai điệu giống như đoạn đầu. Mẹ ơi, con hứa xuân sau sẽ về, thì nó giống như là mẹ ơi, hoa cúc hoa mai nở rồi. Và cái tính chất giai điệu của nó không có gì thay đổi quá nhiều, cho nên là chúng ta tập được cái đoạn đầu của chúng ta trước khi vào điệp khúc, thì cái đoạn sau này chúng ta sẽ đánh được y như vậy. Thì lượt này mình sẽ chỉ thổi một lượt từ đầu đến cuối một cách chi tiết, các bạn cùng nghe nhé. Cái giai điệu của bài này nó cũng rất là đơn giản và không có cái gì nó quá phức tạp cả. Để chúng ta trước khi chúng ta muốn chơi hay được cái ca khúc này thì chúng ta cứ là tập những cái cơ bản trước để đi đúng được cái giai điệu và tiết tấu, sau đó thì chúng ta sẽ đi những cái hoa mỹ, những cái tô điểm sau để tạo thành ra cái màu sắc cho đúng tính chất của cái bài này. Thì với cách tập của Tuấn như vậy thì Tuấn tập được rất là nhiều những bài phức tạp. Thì đây chính là cái câu kết cuối cùng ở trong bài. Thì chúng ta có thể sử dụng cái câu kết chậm lại một lần nữa để kết thúc cái câu cho cái ca khúc này các bạn nhé. Chúng ta có thể nhắc lại cái câu dẫu gì rồi con cũng về, chỉ bên mẹ là một xuân thôi. Thì các bạn cùng nghe. Giãn hẳn cái nhịp ra, chỗ này chúng ta sẽ chậm dần để kết thúc xử lý của cái ca khúc bài hát này. Một lần nữa, hy vọng rằng cái bài hướng dẫn này của mình sẽ giúp được cho các bạn phần nào trong cái quá trình luyện tập. Thì ngoài những cái về cơ bản ra thì chúng ta cứ chơi theo cái sự cảm nhận riêng của mình. Cái này nó sẽ không bắt buộc, cho nên là các bạn cứ hoàn toàn chủ động chơi theo cái sở thích, ý thích của mình nhé. Mình chúc các bạn sẽ sớm thành công với ca khúc này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào video sau.